Sao? Ai 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 uống nước? Đâu phải rồi, ai uống nước? Phải ai? Ai uống nước rồi á? Ai uống nước? Uống nước không? Dạ. Không. Uống không? Uống nước ngọt không? Dạ không. Cái nào uống được rồi, ai uống không con? Không, không, không. Uống nước đây là trò. Ai uống nha. Phải uống không? Phải uống trà đào hả? Uống trà đào, uống đủ. Có hai này trò không? Chơi 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 không? Nhận gì uống không? Không uống tối hả? À uống nước tối hả? Uống gì trời lá về trời lá còn biết uống tối không? Hả? Còn biết uống tối không? Bây giờ trong cái thời tiền nó có 8 lô số 8 cái lô gì hả đúng không? Con chọn đúng một con rồi. Còn số còn lớn số thầy là con thắng. Mà số thầy lớn số còn nhắn ví dụ như 1, 2, 3, 4, 5, 6 con nó là cái tiền số 6 thì kéo tới số 6 rồi con thắng. Mà lớn thì con thầy là con thắng. Đó cái tờ tiền này nè, có 8 con số chị chọn chọn 8 lượt. Anh Trần Đăng Khoa nha, cho anh Phạm Xuân Thiện. Vũ Thanh, con chào thầy yêu và mấy bạn học viên. Trong tờ tiền này này. Có ngàn nha con. Dạ dạ. Đây không thấy gì đâu. Đúng chưa? Dạ để đi ngược nè. Tinh Hoàng Tấn, hello chưa đạt. Một nút đúng không? Số 4 và 0 đúng chưa? Số con chọn này đúng không? Con chọn thứ 5 đúng không? Đúng chưa? Nãy chọn thứ 5, số 5. Một nút đúng không? Số 6 máy này không đúng không? À, thì số 7 à, ngay làm nút số 1. Thôi quá, thử nó là tiền 8 số, giờ nó 7 số. Thôi đi mua đi má. Đi ra đi. Đây 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 đ
Điều cơ sở 20.000 đúng không? Trong đó 7.000 mà lại lên bên này nữa có hai số đủ rồi. Nghĩa Tô, con chào đời và anh em. Đúng không nghĩa? Đúng không? Đưa coi 22.000 đúng không? Thầy giờ thầy không muốn học coi, thầy uống được thầy ốc 10.000, thầy còn dưng 12.000, mua nửa cái bài số. Xong nửa cái bài số cho em. Nửa cái bài số là 10.000 nha. Mà mua hơn thì 5 hút á. Đó, này thì chỉ sổ mua là tại tập quán rồi nó không bán mua. Ok, chào anh luôn nha. Nó bán nửa gói á. Ba Hữu Toàn, để con mua thay bạn được không thầy? Nghĩa Tô, dạ đúng thầy. Cái đầu của mày, đầu bị hư ha, nghe hiểu chưa? Dạ. Hiểu cái gì? Hiểu cái gì? Dạ thầy uống béo. Để gì nữa? Dạ, nữa có ba số. Ờ, còn dưới 2.000 nha, để khi nào có đòi, nó đòi á. Dạ. Vũ Thanh kêu chị đẹp dùng quyền chơi giúp bạn nam si tình cùng khóa đi. Ai? Vũ Thanh ơi. Vũ Thanh hả? Chị nào thầy đẹp? Ở đây. Ở đây. Ở đây mình chỉ một cô không có mày. Hai đứa không á. Ủa không á. Hai đứa không á nhưng mà là trẻ đâu đừng có ham. Ủa. Ở đây đứa nào thuốc, nào biết thuốc. Lạnh quá đi. Không có lạnh rồi chán được. Không mát quá lạnh quá lạnh chứ. Hai đứa thuốc. Bút đầu cho tiểu ơi. Bấm chết luôn. Chán luôn. Ủa mà thấy gì ra? Còn mình nhảy. Nhảy của bạn nhảy. Vũ Thanh ca ca ca. Phải nói là gái một con trong mòn một mắt đúng không? Mà gái hai con lụm nó lớn vô bầm mắt là chuyện bình thường nha con. Nguyễn Văn Toán. Tất cả đều đặt hai con đó luôn rồi, không đặt nó đây nè. Anh này yếu nhất nè, còn bướng không? Đứng là chút xíu nữa. Đứng trên bên con để mới thấy được như vậy nè, không có thấy được tiên số con về như là chỉ chỉ mà đứng lên thì không có vô được, không có chạy được này thì tới luôn. Ví dụ đứng như nè, không có chạy tới cho luôn gì được, còn đứng dậy về cũng chạy tới cho luôn, cũng quẹt nè, nè đứng như nè, chạy vào rồi, nè thấy không? Con nhìn cái ngồi nè, nhìn cái đầu kim nè, nè con muốn vô cạnh nè, đó lực nè, từ 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 thấy không? Thấy không? Nó thôi như vậy, không phải đứng thẳng tâm vậy, đứng thẳng tâm vậy đứng lai, còn chạy nè lên một tô nè. Đó không? Sao như trước tôi nè. Con vô cạnh con đứng vậy ra nè. Đó, lật nè. Đó. Lật từ 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 như vậy nè. Nó không vô nè. Đó không? Lật từ từ từ. Hiểu không? Chú nghe người thua không? Nguyễn Văn Toán. Con chào chú. Có khi cho con học theo một khóa với ạ. Ai? Nguyễn Văn Toán. Sống nào? Con không biết thầy ơi. Chuyện gì cho học khóa hả? Nguyễn Văn Toán. Con chào chú. Khi nào cho con theo học nghề với ạ? Chị. Là không có gì miễn phí hết con. Cái đóng tiền là con được quyền đi vô học đó. Đúng không? Tại vì con biết sao? Bây giờ chú đi ra đường mà chú lỡ đường, chú bắt đái, chú phải có này, chú đi đeo, chú đi vệ sinh. Đúng không? Mà con vô nhà chú con học cả con đái để chặt cầu nhà chú không đóng tiền. Ai mà hút bằng cầu cho con. Nha, phải đóng tiền. Chú không cứ đóng tiền là con được quyền tới đây học. Không ai cản đâu. Nha, thoải mái. Hậu ca, sao không để gia giả lên bàn học, để lên đùi học thế kia? Cái đó là tôi thích dạy nè, tôi thích dạy đó, đúng không? Các bạn để anh bạn mà là tập đi để anh đó nó anh thợ nó nói kìa, anh bạn đọc, để anh bạn tập đi, để anh ta nói. Nguyễn Văn Toán, dạ khi nào con về nước nhất định tới thăm chú. Không nghe. Cô có thể ai đó
bóp rồi đó. Dạ thầy ơi, cô bán được rồi. Không bán được rồi hả? Dạ. Rồi thầy thì rồi thầy mua một tiếng cũng bán nó, bữa nào mua đâu biết ta. À, Trương. Không, 10 điểm mà mày không cần 10 điểm. Tại sao không bán không? Nãy mày nhận bao nhiêu thế nào? Nhận bao nhiêu thế nào? Thì chưa rõ, tôi đó không bán thì về đây tôi tiền cho ông phải đi mua. Sao có tao? Bây giờ tao lấy một gói lên muốn mình chửi ra tao ngồi đây ăn nhậm ra. Ai được không? Chị dạ, mình về muốn mà. Không bán sao thầy? Ờ, không bán. Tao đưa 2 ngàn mình đó, tao bây giờ tao kiếm nợ. Không bán. Mày nợ tao 2 ngàn đó. Dạ. Đó, tức đi. Mốt chơi tiếp. Hỏi tao đi mua. Thua rồi phải chung rẻ. Thua rồi không có ngồi lắm mức. Hiếu Trần, con chào sư phụ. Và của sư phụ con. Gì? Hiếu Trần, con chào sư phụ của sư phụ con. À, con chào sư phụ. Con có nghĩa là mày là học trò với học trò chú. Được, sao? Chú chào con. Chú ta chung nghề thôi. Tại vì tiền học phí của con lắm học trò chú rồi. Nên con có tôn trọng mình học trò chú. Còn chú cháu mình tôn trọng nhau, tăng nghề với nhau. Chung nghề với nhau, quý nhau, lớn tuổi với nhau. Quý nhau thôi, chứ không cần phải là sư phụ gì đó. Đi chú một chú được rồi. Chuyện thế nào đóng tiền cho ta cũng được, chuyện ta là sư phụ. Nguyễn Tâm, nhậu đi thầy. Không mà nhậu mà giờ mày nhậu. Á, nghe mùi quá, mùi đâu rồi. Nghe mùi quá. Mùi cũng mùi nha. Quyền Trần, con chào thầy và anh em ạ. Trà đào cũng đâu. Đồ mắt mua không dám mua trà đào uống luôn. Dạ, thôi. Thôi. Ủa, mua trà đốt tiền không dám uống mình luôn. Đợi tiền này cũng mua trà đào. Dạ. Đợi tiền này ta đi mua trà đào với mày. Như bây giờ, trà đào không mua như đây. Hả? Trà đào không mua đấy. Trà đào không mua như đây. 20 ngàn. 20 ngàn. 2 ngàn hả? 20 ngàn là có thay. Hiếu Trần, dạ con kêu bằng thầy. Minh Toàn, con đi. Nguyễn Tâm, hot girl không vậy thầy? Đó,
Nguyện tâm để con đem trà đào qua cho mấy hot girl nha thầy. Cho uống ly cà phê thì không biết bỏ cái gì vào. Đăng Trần, chú Đạt ơi, cho con xin số điện thoại của em gái nhỏ nhỏ xin xin đi. Ở đây toàn cô của con không mà, không có em là đâu con. Người ta có hai đứa con không mà, đúng không? Ta nói con gái có chồng hôm qua có chậu, thằng lò nó thăm chậu, thăm hậu thì trước, đặt chậu trước qua. Nhưng mà trước qua xong thì chồng nó thăm vô một cái lô đất luôn. Ăn đây để đây luôn. Tội nghiệp vợ anh ta, cô vợ anh ta, bỏ đi con. Ba có chồng để cho ta gia đình ta yên lắm đi, khen khen chơi chơi, phụ nữ ta dễ nhã lòng lắm, nhã lòng trong tôi đến hồi chồng nó cũng bụng nó đi máu nó không một nổ có ăn cho hết bỏ con ra đường nhiều lắm. Phụ cô học trò chú ở đây đã học trò chú rồi vô học rồi tình nữ to rồi có chồng có con rồi chú mới nhận, chứ không nhận gái thằng Vi nhé, gái thằng Vi cũng chưa có phần con đâu, học trò nam chú đây cái đóng mà. Thì chị Huyền Trang nha, Đăng Trần KKK ok chú. Huyền Trang à, chú học không tôi con chỉ hai đứa là vệ sinh
không? Phải có đứa một ngày mà có hai đứa vệ sinh nó mới buông được đám mà cặp hai đứa vệ sinh nó mất cò trên tay hai đứa sẽ chịu trách nhiệm thầy cha tham gia nữa không? Còn bây giờ xuống phòng tám là làm tôi làm thế nào cái xuống là vệ sinh của mình có phân công hai đứa cũng làm làm tôi cái đầu nhà ta là có phân công hai đứa khác đó mà ra mình thấy dọn dẹp mà giờ còn ai phân công là đứng hai đứa đó rồi cái nữa. Đăng Trần thấy trẻ quá tưởng còn cô đơn. Trời ơi, cậu, nhìn vậy chứ gần 40 rồi nha anh ơi. Cô đơn, không có đọc thì cho chú cô ba. Ở đây chỉ nhận học sinh nữ có gia đình, có con. Nha. Còn những học sinh nữ mà không có gia đình, không có con vô đây là đủ nó lâu kéo mấy mày đi hết, không có học được. Này cái nàng nó không mới đâu cũng làm tử mà. Rồi cuối cùng rồi đây nè. Xỉu lên xỉu xuống luôn á, nghe người ta nói chồng con xỉu lên xỉu xuống luôn, con đường đi. Con bị giéo hả? Có không con? Dạ. Ở nghe, ở đây đi. Hai chồng, hai đứa con, ổ xỉu luôn, xỉu ngang luôn. Không kéo một đường tập kéo một đường anh đi lai coi rồi tôi rồi nói chuyện lên bữa nào có chuyện tập kéo ra cho mày luôn mà mai mốt rồi nó kéo như vậy là mai mốt kéo bằng như này ví dụ mình lót một cái bằng như này để ra để có phần này là mình ăn cái phần này còn phần này nó lót thẳng cho mình luôn hiểu không còn bên đây nó lót mình luôn bắt đầu từ đây đi lên thôi. Đây đây nào nha đi đâu thầy mới thấy trên chút kia nó đăng mấy cái son cái nào phấn cái nào chị nám da mua thầy đặt cho chị trên chị xài xong gì dạ cái xong gì chị đang xài đâu xong chị đang mua lên tham thầy ta thử cho chị mua cái góc nè thầy thấy mòn năm lắm rồi đó đâu nhé mời đi con đây còn đi học mà mang con không phấn ổn nữa đây con hả
Mày mốt rồi chúng tao phải thâu hết luôn quay rồi mà không biết người tha cái môi hồng người tiên cái gì đó. Mày lạ mày pha cho chị này cái này. Ủa để làm gì? Hai chị cái đây. Mặt mày mà nói với mày mặt mày đỏ ké luôn má ô con. Biết máu gì không? Ôi cái đồ nó đỏ ké kêu chị rửa mặt đi luôn, tha chị rồi cha. Chị. Chị thật hả? Mày có thấy bây giờ nhỏ nào nó đau không? Chị. Mẹ đó. Xin nhớ cạnh này không phải không vô mình mảng thì con bị mờ nè. Nè. Sao bên này à? Đã nè. Nè. Thấy cạnh đi. Thấy cạnh đi không? Nè. Đi nè. Thấy không? Phải vô cạnh đi trước nè. Đó. Mình lên xuống được luôn. Cái này con chỉnh non quá. Nằm ra con xuống luôn đứng mờ hoài. Non quá. Non quá. Non ra đứng luôn một chút rồi. Gì đó. Nghe cái cạnh đó nè, để nó nhẹ như nè, đầu xuống đất lên thấy chưa nè, đã nè, đầu xuống đất lên nó lên thấy không, cho mình nở cái đầu ra nè, lên cho đẹp rồi mình thay lắm cái heo cho nó lên nó lớn đúng rồi thấy chưa xuống như vậy nó sẽ nhanh hơn rồi mốt lên trang rồi cứ trang vậy. Và đây chúng ta mình đặt cái heo tiếp món mình cho người cũng đặt người ta lên vậy nè cho góc cạnh này đó cho nó đây trước đặt ra đúng à còn nặng lớn này thấy chưa góc cạnh này biết cái đầu này mọi người cũng đặt lên thấy chưa Hồi nổi cho cả hai ngày đi. Hai ngày đi. Hôm nay xong rồi, hôm nay cho tiền. Để đi. Thank you.
Thầy để lại nguyên chai nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.